Tôi là người từ bên trung tâm giới thiệu việc làm tới. Tôi gửi anh. Thôi, tôi cần một người có độ tuổi trung niên. Cô không phù hợp đâu. Tôi xin anh, tôi rất cần công việc này. Anh có thể phá lệ một lần không ạ? Cô đừng làm mất thời gian của tôi nữa. Tôi không thích những giúp việc ít tuổi. Cô về đi. Tôi biết là anh đang lo lắng điều gì. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không mắc sai lầm đó đâu ạ. Cô biết là tôi lo lắng điều gì à? Người giàu các anh sợ nhất là giúp việc có lòng tham, mong muốn trèo cao, mơ ước được làm bà chủ. Anh yên tâm đi, tôi không như thế đâu. Còn gì nữa không? Tôi nấu ăn ngon, biết một chút về ngành y. Quan trọng nhất, tôi là người có trách nhiệm, sẽ không yêu đương và xin nghỉ đột xuất để đi chơi đâu ạ. Xem ra cô cũng biết những hạn chế của độ tuổi mình trong ngành nghề này đấy. Được rồi, thử việc một tháng đi. Cảm ơn anh ạ. Im ắng như này, liệu anh ta có chuyện gì không nhỉ? À thôi, chắc không làm sao đâu. Ê, anh từ từ. Đi cẩn thận, sàn nhà tôi mới leo xong, chờ đấy. Cẩn thận. Rồi, ngồi về đây. Tôi đã trưởng thành rồi, mà cô cứ làm như tôi là trẻ con không bằng ấy. Cẩn tóc vô áy náy mà, chẳng may anh chuột chân một cái là điếng người đau tim đấy. Cô làm như thế tôi mới đau tim đấy. Ô, anh đau thế nào? Anh bình tĩnh, hít thở thật sâu à? Cô bị ngốc đấy à? Tôi trêu cô đấy. Anh... Cô mau nước mắt thế, có chuyện gì mà phải khóc? Không, tôi có khóc đâu. Tôi bị viêm tuyến lệ nên là dễ chảy nước mắt thôi. Anh ăn đi. Cô gái này cô kỳ lạ thế nào ấy nhỉ? Hy vọng anh ấy không nhìn ra điểm gì bất thường. Không lại đội mình thì chết. Đây ạ. Tôi có tay mà, cô cứ để tôi tự nhiên. Vâng. Mà này, cô cứ như này, tôi cho cô nghỉ việc đấy. Ôi, đừng, tôi sẽ không như thế nữa đâu, anh cứ tự nhiên ăn đi ạ. Alo, họp bây giờ á? Được, cho họp online luôn đi. Ngày nghỉ không thể bắt mọi người đến tập đoàn được. Còn chưa ăn gì, đã phải làm việc luôn rồi. Sức nào mà chịu nổi. Anh uống cốc sữa đi, bụng đói mà làm việc không tốt cho sức khỏe đâu. Cảm ơn cô. Anh cũng đừng căng thẳng quá, căng thẳng không tốt cho sức khỏe đâu. Cô cứ quan tâm thái quá đến sức khỏe của tôi. Tôi cảm giác như kiểu cô muốn tán tỉnh tôi ấy. Không, tôi không có mà. Tốt nhất là nên như vậy. Tôi không yêu đương, không lấy vợ đâu. Cô đừng có mơ mộng. Anh yên tâm, tôi chỉ là... Được rồi, cô ra ngoài đi, cho tôi làm việc. Áp lực công việc như thế kia, sức nào mà chịu nổi. Sao anh ta không nghĩ bản thân có bệnh thì nên nghỉ ngơi nhỉ?
chị vẫn ở đây bên em theo một cách khác đúng không? Tại sao mình lại cảm thấy cô ấy đối với mình rất đặc biệt, rất gần gũi? Chủ tịch, anh về rồi ạ. Hôm nay thế nào, anh có mệt không ạ? Cô có vẻ đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của tôi nhỉ? À, thì chủ tịch phải khỏe mạnh thì tôi mới được tiếp tục làm việc ở đây chứ. Cô nói cũng đúng. Mà cô làm việc ở đây cũng được một thời gian rồi. Ngoài việc quan tâm thái quá đến sức khỏe của tôi, thì tôi thấy cô cũng cần cù, có trách nhiệm, chăm chỉ. Dạ vâng, mà thôi. Chủ tịch đi vào trong nhà đi, chứ ở ngoài này gió lớn không tốt đâu ạ. Alo. Cái gì? Xảy ra chuyện rồi á? Chủ tịch, anh có làm sao không chủ tịch? Để tôi lấy thuốc. Đây, thuốc đây. Ôi, chủ tịch. Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Anh mà có làm sao thì tôi sẽ không được gặp chị gái nữa. Cố gắng lên, trái tim của chị rất mạnh mẽ mà. Cô vừa nói gì vậy? Anh tỉnh rồi. Tôi không sao cả. Vừa rồi tôi thấy cô nói đến trái tim, đến chị gái. Lẽ nào chị gái tôi chính là người đã hiến tim cho anh. Chị tôi mắc bệnh hiểm nghèo, trước đó chị ấy có đăng ký hiến tạng. Tôi đã mất rất nhiều thời gian mới có được thông tin của anh. Cho nên cô đến nhà tôi là vì... Tôi chỉ muốn được ở gần và bảo vệ trái tim của chị gái thôi. Anh không vì chuyện này mà đổi việc tôi chứ? Sao mà thế được? Tôi mang ơn của chị gái cô còn không hết. Ngày hôm nay cô nói ra như vậy, tôi mới hiểu tại sao cô lại đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của tôi. Sau này tôi sẽ thay chị gái cô chăm sóc cho cô. Không, tôi không cần anh chăm sóc tôi. Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi. Bởi vì đối với tôi, trái tim chị gái tôi còn đập, tức là chị ấy còn sống. Tôi nghĩ là chị gái cô cũng không lỡ rời xa cô đâu, nên cứ để tôi chăm sóc cho cô.
Phương ơi, anh Tuấn đã thấy ổn hơn chưa anh? Lần sau đừng có để xúc động mạnh thế nữa biết chưa? May là hôm nay có Nhung, cô ấy kịp thời cho tôi uống thuốc và gọi cấp cứu. Không thì... Đây là Nhung à? Trông cũng xinh xắn. Em chào bác sĩ ạ. Đây là bác sĩ Phương Anh, người đã điều trị cho tôi mấy năm nay. Quan hệ của em với anh đâu chỉ có bác sĩ với bệnh nhân. À thì... Thế là anh chị yêu nhau à? Em xin lỗi. Không, cô đừng hiểu lầm. Cô ấy là bác sĩ, đồng thời cũng là bạn học cấp 3 của tôi. Không yêu đương gì cả. Nhung này, hiện giờ cô đang học trường nào? Cô đang làm gì rồi? Em học trung cấp y, hiện tại đang làm giúp việc cho anh Tuấn ạ. Chị gái của cô ấy là người đã hiến tim cho anh. Hiện tại cô ấy đang làm giúp việc cho nhà anh để được gần chị gái. Cũng trưa rồi, để tôi đi lấy đồ ăn cho anh nhé. Vậy là anh muốn trả ơn cô ấy à? Vì chị gái cô ấy đã hiến tim cho anh, nên anh muốn thay chị gái cô ấy quan tâm và chăm sóc cho cô ấy. Sao anh không nghĩ đến cách trả ơn tốt nhất là cho cô ấy một công việc, một cuộc sống ổn định đi? Chẳng lẽ anh giữ cô ấy làm giúp việc bên anh cả đời à? Như thế thiệt cho cô ấy lắm. Em nói cũng đúng. Vậy em nghĩ anh nên làm gì? Anh có nghe thấy cô ấy bảo đang học trung cấp y không? Anh đầu tư cho cô ấy học lên, hoặc thậm chí là đưa cô ấy ra nước ngoài học tập càng tốt. Cô ấy mà thành công thì cũng là niềm tự hào của chị gái mà. Vậy để anh tìm hiểu xem ý cô ấy thế nào. Đây, sao mấy ngày hôm nay mày tránh mặt anh? Em đang sầu đây, không có tâm trạng nói chuyện với ai hết. Sao thế? Em gái của người hiến tim cho anh Tuấn tìm đến rồi, bây giờ lại còn sống trong nhà anh Tuấn nữa. Sao cơ? Trai chưa vợ, gái chưa chồng sống cùng nhà á? Thì thế mới có chuyện. Mãi em mới tiếp cận anh Tuấn được, cứ tự tin là người gần anh ấy nhất. Bây giờ xuất hiện một đứa ngáng đường, đã thế anh Tuấn lại còn rất quan tâm nó nữa chứ. Không được, mày không thể để mất cây ATM này được. Phải làm gì đi chứ? Thì em cũng đang tính đây. À, anh giúp em việc này. Anh gọi tôi ra đây gặp bác sĩ Phương Anh có việc gì thế ạ? Cô xem cái này đi. Anh Tuấn muốn cô đi du học nước ngoài ngành y. Dù sao thì cô cũng có nền tảng trước đấy rồi. Sao lại... Chị gái cô chắc chắn không muốn cô cả đời dậm chân tại chỗ. Cố gắng lên, hãy làm cho chị cô tự hào. Nhưng mà tôi muốn ở bên cạnh để bảo vệ trái tim của chị tôi. Cô có đủ giỏi thì mới bảo vệ được chứ, đúng không? Nghe tôi, đi học mấy năm đi. Lúc trở về, khi đó cô sẽ có chuyên môn, vẫn tiện chăm sóc anh Tuấn hơn mà. Chị nói cũng đúng. Phải để cô đi thật xa, tôi mới có cơ hội chiếm được anh Tuấn. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Hôm nay tôi lại có cuộc họp đột xuất nên không thể đưa cô ra sân bay được. Cô cứ sang đấy sắp xếp, cuối tuần tôi sang. Không cần đâu, anh đừng di chuyển nhiều. Nhớ giữ gìn sức khỏe, anh phải hứa với tôi. Luôn giữ trái tim khỏe mạnh đúng không? Tôi biết rồi.
Tôi có thể chạm vào trái tim của anh không? Cô thấy không? Trái tim của chị gái cô rất khỏe mạnh. Tôi sẽ bảo vệ nó thật tốt. Cô yên tâm đi học nhé. Anh Tuấn, muộn rồi đấy. Không đi là lỡ chuyến bay mất. Thôi được rồi, tôi đi đây. À, cô có phiền không? Cho tôi đi nhờ ra đầu phố cái. Tôi xuống ở đấy. Có gì đâu ạ. Chị lên đi. Vậy em cũng đến viện đây. Quên hộ chiếu ở nhà mất rồi. Anh lên anh. Ok. Ai bảo cô đe dọa mối quan hệ của tôi và anh Tuấn? Đã quyết định đi du học rồi, còn để anh Tuấn phải hứa hẹn sang thăm. Đáng ghét. Đừng nghe, mà kệ, tắt chuông đi. Anh lựa chỗ nào tấp vào lề đường để em xuống. Xử lý gọn gàng vào nhá, em còn phải về viện. Sao lại tắt máy nhỉ? Alo, cậu hoãn ngay cuộc họp cho tôi nhé. Nhung không ra sân bay, cũng không nghe điện thoại. Sao lại thế nhở? Alo, thế nào rồi? Phương Anh. Thế đã bán nó đi chưa? Làm nhanh vào, đưa sang biên giới ấy. Nhớ làm cho sạch sẽ nhá. Alo, tôi muốn trình báo. Phương Anh, Nhung đâu? Anh Tuấn. Tôi đã báo công an rồi đấy. Mau nói nhanh, cô đưa Nhung đi đâu rồi? Dạ. Ngồi im đấy. Có trách thì trách bản thân cô tiếp cận cậu Tuấn, làm mất cây ATM của em gái tôi. Nhung, cậu, chúng tôi là công an, anh đã bị bắt, em gái anh đã bị bắt rồi, mau chịu tội đi, là phiền các đồng chí. Em có sao không? Anh đây rồi. Em không sao. Anh đừng xúc động. Anh không sao đâu. Tìm được em là anh yên tâm rồi. Sau này nhất định anh sẽ giữ em ở bên cạnh, không để em rời xa anh nữa đâu.